Giật mình với 5 món ăn sáng tốt hơn nhân sâm, bổ gấp trăm lần 4 vở, cực lợi cho gan. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Sáng ra không có nhiều thời gian nên cô bác thường mua đồ chế biến sẵn mang về hoặc tranh thủ ghé vào hàng bốn, quán phở hay gánh xôi trên đường đi làm, đi chợ có đúng không nào? Mặc dù mấy món này cũng thơm ngon, hấp dẫn và cũng làm cho cái bụng của mình căng đầy cũng như tiết kiệm được thời gian. Nhưng cô bác có chắc là nó đủ chất và đủ sạch hay không? Nếu cô bác phải mất đến 3 giây để trả lời thì chắc chắn là không rồi. Vậy nên trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với cô bác 5 món ăn sáng không chỉ rẻ tiền, chế biến nhanh gọn, mùi vị thơm ngon mà còn cực kỳ giàu chất dinh dưỡng. Cô bác chỉ cần dành khoảng 10 phút mỗi sáng thôi thì đã có ngay món ăn sáng nhà làm, chất lượng không chê được vào đâu, lại còn giúp tăng cường sức khỏe và phòng ngừa được cả trăm bệnh cô bác nhé. Món đầu tiên đó chính là trứng, một nguyên liệu mà dường như lúc nào cũng có sẵn trong bếp của mọi nhà. Có thể cô bác đang nghĩ rằng một quả trứng bé bằng nửa cái nắm tay thì làm sao có thể xua tan cơn đói, càng không thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng thiết yếu. Trứng chỉ nên là một món ăn phụ mà thôi. Thế nhưng trên thực tế, trứng là một nguồn đạm lành mạnh, hoàn toàn có thể thay thế cho các loại thịt đỏ. Mà cô bác đã biết rồi, ăn nhiều thịt đỏ quá thì không tốt cho gan thận, có đúng không nào? Thế nên sẽ rất là tốt nếu như cô bác biết ăn xen kẽ giữa trứng và các loại thịt của bác nhé. Nguồn đạm chất lượng trong trứng đủ để duy trì và tăng cường cơ bắp cho cô bác. Nhờ đó mà cô bác sẽ có đủ sức để thực hiện các hoạt động thể chất diễn ra trong suốt cả ngày. Bên cạnh đó, chất béo trong trứng là một nguồn chất béo tốt, không có khả năng gây hại cho tim và mạch máu mà cũng không đủ để gây ra béo phì. Hơn nữa, nó lại giúp cho cô bác duy trì năng lượng ở mức ổn định trong một thời gian dài. Vì thế mà cô bác cảm thấy no lâu, ít khi thèm ăn, hạn chế ăn vặt và có xu hướng ăn ít hơn vào bữa ăn tiếp theo. Từ đó mà hỗ trợ kiểm soát cân nặng đối với các cô bác nào đang bị thừa cân hay là tăng cân chóng mặt của bác nhé. Ngoài ra, trứng còn có chứa các loại axit amin khác nhau. Chúng có tác dụng cải thiện sức khỏe tinh thần và điều chỉnh cho tâm trạng trở nên thư giãn, thoải mái. Do đó nếu ăn trứng vào buổi sáng, cô bác sẽ cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn hẳn so với những hôm mà mình ăn các món có chứa nhiều thịt như là bún, phở hay xôi. Tâm trạng căng thẳng, lo âu cũng biến mất không dấu vết. Như vậy là một quả trứng chỉ đáng giá vài nghìn thôi nhưng lại có thể cải thiện cả về thể chất, sức khỏe lẫn tinh thần cho cô bác thì quá là rẻ rồi, có đúng không nào? Tiếp theo là các loại cá béo như là cá hồi, cá ngừ, cá mòi, cá thù. Tại sao lại là cá béo mà không phải là các loại cá bình thường khác? Thường xuyên ăn cá béo, lỡ tăng cân thì sao? Chắc hẳn đây là thắc mắc chung của nhiều cô bác có đúng không nào? Cá béo là chỉ các loại cá có chứa hơn 30% dầu. Các loại dầu này chính là axit béo không no omega 3. Vai trò chính của omega 3 là ngăn ngừa các yếu tố gây bệnh tim mạch như là xơ vữa động mạch, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ và nhồi máu cơ tim của bác nhé. Khi mình có tuổi thì trao đổi chất trong cơ thể sẽ kém hiệu quả hơn, nhiều cơ quan bị suy yếu về chức năng. Nếu không bị béo phì thì cơ thể vẫn có xu hướng tích lũy mỡ thừa, tức là càng về sau thì nguy cơ mắc bệnh có liên quan đến tim mạch sẽ càng cao. Trong khi đó, chế độ ăn của cô bác vẫn cần phải đảm bảo cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu, bao gồm cả đạm, mà thịt đỏ lại có chứa nhiều chất béo không lành mạnh. Thế nên các loại cá béo là phù hợp nhất cho bữa sáng rồi cô bác. Hầu hết của bác đều không có thói quen ăn cơm buổi sáng nhưng lại ăn rất nhiều vào bữa tối. Bữa ăn cần phải ăn đầy đủ thì cô bác lại sơ sài, mà bữa ăn chỉ nên ăn vừa phải thì lại ăn quá nhiều. Chính vì không có thói quen nấu cơm buổi sáng nên có lẽ cô bác cũng không nghĩ tới việc dùng các món từ cá để làm bữa sáng có đúng không nào. Tuy nhiên, với các lợi ích mà cá đem lại cho sức khỏe của chúng ta thì cô bác nên tăng cường bổ sung món ăn này cho bữa sáng của bác nhé. Ở bên Nhật Bản, những người mà nổi tiếng là sống thọ thì họ đều ăn sáng thịnh soạn, đủ cơm canh và cá đấy cô bác. Món ăn sáng bổ dưỡng thứ ba đó là các loại hạt. Có thể cô bác sẽ cho rằng các loại hạt như là hạt ngô, hạt điều, hạt hạnh nhân, quả óc chó chỉ là một thứ quả vặt lành mạnh dành cho những ai đang giảm cân mà thôi và không phù hợp để ăn vào bữa sáng có đúng không nào? Tuy nhiên, tại sao chúng ta lại không thể dùng các loại hạt bổ dưỡng này để ăn sáng? Trong khi nó chứa nguồn dưỡng chất dồi dào, bao gồm cả axit béo omega 3 giống như là cá béo, nhưng lại không có chứa đường hay là bất cứ loại gia vị nào, nhưng mùi vị vẫn thơm ngon, không mất thời gian chuẩn bị, lại còn giúp cho cô bác no nhanh và chắc bụng. Không dừng lại ở đó, ăn sáng với các loại hạt
còn giúp cho cô bác mau chóng xua tan đi cơn buồn ngủ, tránh được tình trạng mệt mỏi và tụt huyết áp vào buổi sáng cô bác nhé. Riêng tôi thì thấy rằng món này chỉ dùng để ăn vặt thì quá là phí rồi cô bác. Có thể cô bác sẽ cảm thấy không quen với việc ăn sáng bằng hạt ngũ cốc, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là nó tốt cho sức khỏe cô bác nhé. Hơn nữa cũng không phải là cô bác ăn riêng hạt đâu, mình có thể ăn cùng với hoa quả hoặc là sữa chua, hoặc là có thể trộn cả ba loại này lại với nhau để bữa sáng nhiều dinh dưỡng hơn, đỡ ngán mà ăn sẽ ngon miệng hơn cô bác nhé. Còn về các loại trái cây trong bữa sáng thì cô bác nên chọn các loại quả sau đây. Vào buổi sáng, cô bác nên chọn các loại quả dễ tiêu hóa như là táo, lê, nho, dứa hay là quả kiwi. Bởi vì trong các loại quả này có chứa lượng axit không đáng kể, sẽ không làm ảnh hưởng tới dạ dày của cô bác. Vốn dĩ cô bác cũng nên ăn trái cây vào buổi sáng thay vì vào bữa tối, bởi vì trái cây có chứa nhiều chất xơ và có chứa đường nên sẽ làm ảnh hưởng tới dạ dày, làm tăng lượng đường trong máu và gây ra mất ngủ. Trong khi đó, hầu hết các loại trái cây khi ăn vào buổi sáng sẽ góp phần cải thiện hệ tiêu hóa, giúp cho cô bác tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, đồng thời đào thải sạch sẽ các chất cặn bã cùng với các độc tố ra khỏi cơ thể của cô bác, mà lại bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất để đáp ứng nhu cầu vận động cho cô bác. Các chất dinh dưỡng trong trái cây không chỉ duy trì hoạt động của cơ thể mà còn tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa viêm nhiễm, nên là sẽ giúp cho cô bác phòng tránh bệnh tật cô bác nhé. Ngoài hoa quả ra thì cô bác có thể ăn hạt cùng với sữa chua cũng bổ dưỡng không hề kém cạnh. Khi mình trộn trái cây tươi và ngũ cốc nguyên hạt cùng với sữa chua thì sẽ cho ra một món ăn sáng bùi ngậy, chua chua, ngọt ngọt và có một cảm giác thơm lan tỏa trong khoang miệng, hấp dẫn hơn đến mấy lần đấy cô bác. Nhưng điều quan trọng nhất đó là hàm lượng chất dinh dưỡng của nó. Hạt và trái cây như thế nào thì cô bác cũng đã biết rồi. Còn về phần sữa chua, không chỉ thơm ngon mà nó còn cung cấp hàng nghìn lợi khuẩn tốt cho đường ruột của chúng ta. Các lợi khuẩn này sẽ giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động được hiệu quả hơn, tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng, bảo vệ đường ruột khỏi các độc tố hay là các vi khuẩn gây hại. Bên cạnh đó, canxi trong sữa chua còn giúp cho cô bác hạ huyết áp. Cô bác nào thường xuyên ăn sữa chua hoặc là các món ăn có chứa canxi thì sẽ ít gặp các vấn đề có liên quan đến huyết áp. Ngoài ra, canxi cũng giúp cho cô bác cải thiện hệ xương khớp và giúp xương được chắc khỏe hơn, làm việc đi lại yên tâm mà không lo mắc các bệnh về xương. Hơn nữa, sữa chua có khá ít chất béo, đường và tinh bột nên sẽ không gây thừa cân, béo phì là thứ nhất. Thứ hai là nó sẽ làm giảm cảm giác thèm ăn của cô bác nên cũng hỗ trợ cho quá trình giảm cân cô bác nhé. Tuy nhiên, cô bác nhớ là sau khi bỏ sữa chua ra khỏi tủ lạnh thì mình nên để một lúc cho đỡ lạnh rồi mới ăn. Chứ ăn lạnh vào buổi sáng thì sẽ dễ gây đau họng, đau bụng, táo bón do dạ dày ruột bị co thắt đột ngột đấy của bác. Bữa sáng cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết hay không là một chuyện, còn cơ thể có hấp thụ được hay không lại là một câu chuyện khác. Nếu cơ thể của chúng ta không thể hấp thụ được thì bữa sáng có ngon lành đến đâu, có giàu dinh dưỡng đến mức nào cũng không có tác dụng gì hết. Vấn đề là hầu hết của bác không hấp thụ được bữa sáng là do ăn sai cách. Vậy nên tiếp theo tôi sẽ chỉ ra cho cô bác 3 lưu ý nho nhỏ mà cô bác cần ghi nhớ khi ăn sáng để chúng ta không phí công vô ích cô bác nhé. Đầu tiên là cần ăn sáng đúng giờ, không quá sớm cũng không quá muộn. Do cuộc sống quá bận rộn nên là có không ít cô bác có thói quen dậy sớm và ăn uống từ lúc tờ mờ sáng. Có thể cô bác nghĩ rằng ăn sáng vào thời điểm này có thể bổ sung năng lượng kịp thời cho cơ thể sau một đêm tiêu hao dinh dưỡng. Tuy nhiên, thói quen này là phản khoa học, cô bác nhé. Bởi vì khi cơ thể của mình chìm vào giấc ngủ thì hầu hết các cơ quan cũng rơi vào trạng thái nghỉ ngơi và dạ dày cũng không ngoại lệ. Đây là lúc mà dạ dày ít có bóp, niêm mạc dạ dày đang tiến hành hồi phục nên chắc chắn không thể tiến hành nhiệm vụ tiêu hóa thức ăn được đâu. Và thời điểm từ 5 giờ đến 6 giờ sáng vẫn là thời gian nghỉ ngơi của dạ dày đấy cô bác. Khi cô bác ăn sáng vào thời điểm này cũng đồng nghĩa với việc bắt dạ dày của mình phải làm việc quá sớm, vừa không đảm bảo hiệu quả của quá trình tiêu hóa, vừa khiến cho dạ dày bị suy yếu và dễ mắc các bệnh về dạ dày cô bác nhé. Trái lại, khi cô bác ăn sáng quá muộn, cụ thể là từ 9 giờ trở đi, thì trước tiên là sẽ khiến cho cô bác ăn uống mất ngon vì đã quá bữa rồi còn đâu. Tiếp theo là sẽ gây ra rối loạn nhịp sinh học của cơ thể. Dịch vị của dạ dày tiết ra không được sử dụng đúng lúc sẽ gây hại ngược lại cho dạ dày và dẫn đến viêm loét. Do vậy, khoảng thời gian tốt nhất để ăn sáng nên là từ 6 rưỡi cho đến 8 rưỡi cô bác nhé. Đây mới là thời điểm phù hợp nhất với đồng hồ sinh học của cơ thể chúng ta.
ăn cũng ngon mà hấp thu cũng tốt, mà lại giúp cho cơ thể của chúng ta hình thành một quy luật làm việc và nghỉ ngơi hợp lý nhất của bác nhé. Tiếp theo là nên thay đổi thực đơn bữa sáng sao cho phong phú. Thật ra đối với nhiều cô bác, ăn sáng được đã là tốt lắm rồi, nên không còn bận tâm đến thực đơn của bữa sáng, lại còn khối việc khác cần phải lo nghĩ nên không để ý nhiều tới bữa sáng. Có khi nguyên một tuần liền chỉ ăn một món này, bao giờ ăn chán rồi thì mới thay đổi. Tuy nhiên việc ăn liên tục những món ăn giống hệt nhau vào buổi sáng không đủ để thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng phong phú và đa dạng của cơ thể chúng ta. Chưa kể, ăn quá nhiều một loại thực phẩm cũng không phải là tốt, cho dù thực phẩm đó có lợi đến mấy đi chăng nữa. Chẳng hạn như trứng gà, tốt thật đấy, nhưng cô bác ăn quá nhiều thì cũng khó tránh khỏi nguy cơ làm tăng lượng mỡ trong cơ thể, làm tắc nghẽn mạch máu và gây hại cho tim mạch của cô bác. Hơn nữa, ăn mãi sẽ cảm thấy chán, mà một khi đã cảm thấy chán thì khả năng hấp thụ của cơ thể cũng giảm xuống. Do đó cô bác nên thay đổi bữa sáng mỗi ngày để cung cấp lượng dinh dưỡng phong phú và kích thích cảm giác ngon miệng khi ăn, cô bác nhé. Và cuối cùng là nên ăn từ tốn và bình tĩnh. Nhiều cô bác vì có quá ít thời gian nên thường ăn sáng rất vội để kịp giờ làm và kịp đưa con đến trường. Thế nhưng khi ăn quá nhanh thì mình sẽ không thể nhai kỹ được. Thức ăn không được nghiền nhỏ thì khi vào trong dạ dày sẽ gây hại cho hệ tiêu hóa, làm ảnh hưởng đến hoạt động của dạ dày. Ngoài ra, ăn sáng nhanh còn gây ra tình trạng trào ngược axit dạ dày. Đặc biệt, sắp tới là mùa đông mà cô bác ăn những món nóng hổi thì cũng sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư vòm họng và ung thư thực quản. Do đó mà đối với mỗi bữa ăn, cô bác nên ăn từ trong khoảng 15 cho đến 20 phút là hợp lý, cô bác nhé. Có thể thấy rằng, một bữa sáng để được đánh giá cao thì cần phải xem xét đến hai yếu tố là ăn cái gì và ăn như thế nào, có đúng không cô bác? Tất nhiên là các loại thực phẩm bổ dưỡng mà tôi đã gợi ý cho cô bác trong video ngày hôm nay thì chưa phải là tất cả đâu. Thế nên, cô bác hãy chọn những thực phẩm tươi sống, giàu dinh dưỡng, ít dầu mỡ và tốt cho sức khỏe để ăn sáng, thay vì luôn lựa chọn theo tiêu chí là rẻ và nhanh gọn của bác nhé. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình tâm lý vui vẻ, lạc quan, tránh suy nghĩ, lo lắng. Chỉ khi sức khỏe tinh thần tốt, kết hợp với việc ăn uống điều độ đúng cách thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.